Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vâng, và Công an thành phố Hà Nội đã xác định ba cựu lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu đã nâng khống vốn điều lệ và đưa ra nhiều thông tin gian dối để huy động hơn 1.000 tỷ đồng và sau đó chiếm đoạt theo cơ quan chức năng, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 cho đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật để thu hút người đầu tư hương đã xây dựng đội ngũ sale nhân viên tư vấn bán hàng kêu gọi đầu tư và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký đội ngũ sale hầu hết là các nhân viên ngân hàng công ty chứng khoán và tài chính có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả và gửi tiết kiệm với danh tiếng thương hiệu sen tẩy thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu lớn, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất để gửi tiết kiệm. Do vậy, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, hàng trăm nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bà Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1 ngàn tỷ đồng giá trị trên hợp đồng đến sen tài thu. Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 tới 30% cho các sale. Số còn lại, bà Linh và bà Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho mẹ con bà Hòa. Đến thời điểm hiện tại, sen tài thu không còn khả năng thanh toán.